Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-sa-chi-ên chương 12. Ê-sa-chi-ên chương 12 là một chương khá dài với nhiều sứ điệp lồng vào nhau. Nội dung sứ điệp của chương chủ yếu nói về biến cố thất thủ sắp xảy ra tại Jerusalem và những cư dân Jerusalem sẽ bị lưu đày. Mở đầu chương 12 là lời phán của Đức Chúa Trời với tiên tri Ê-sa-chi-ên về thực trạng tâm linh của dân Do Thái. Một lần nữa, Chúa gọi họ là nhà nổi loạn, là những người đuôi mù và câm điếc về thuộc linh. Chính bởi thực trạng ấy của dân Do Thái mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho tiên tri Ê-sa-chi-ên rao giảng sứ điệp bằng hành động. Ngài ra lệnh cho ông ban ngày hãy soạn đồ, sắp xếp vật dụng cần thiết cho một chuyến đi lưu đày, rồi khởi hành từ nơi ông đang cư trú đến một nơi khác. Còn vào ban đêm thì đục khoét một lỗ hổng ở nơi tường và chui qua lỗ hổng đó trong khi mắt bị bịt khăn, còn vai thì mang một cái bao đựng hành trang. Đây là nội dung mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho tiên tri Ê-sa-chi-ên phải diễn tả bằng hành động cho dân sự. Tuy nhiên, dân sự không hiểu được những điều mà ông diễn tả. Thế nên, từ câu 7 đến câu 16 là nội dung diễn dịch cho dân sự hiểu những hành động của ông có ý nghĩa gì. Những hành động của tiên tri Ê-sa-chi-ên nhằm hàm ý về vua ở Jerusalem và toàn thể dân Israel sẽ bị lưu đày và tù đày. Khi đêm xuống, vua sẽ đeo bao hành trang lên vai rồi chui qua lỗ hổng nơi tường thành. Tuy nhiên, vua sẽ bị bắt lại, bị đem qua Babylon và qua đời tại đó. Còn những người dân theo vua sẽ bị phân tán khắp các nước xa lạ. Và đến lúc này, họ mới nhận ra Chúa là Đức Giê-hô-va cho đời sống mình. Dẫu rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho dân Israel tản lạc khắp mọi nơi, nhưng Chúa vẫn chừa lại một nhóm dân sót cho riêng Ngài. Đây là những người may mắn thoát khỏi gươm đao, đói kém và dịch bệnh. Họ sẽ bị lưu đày và chính họ sẽ kể cho các dân tộc mà họ đến ở về mọi điều kinh khủng mà Đức Chúa Trời đã làm. Nhờ vậy, các dân tộc này nhận biết Chúa là Đức Giê-hô-va. Phần tiếp theo của chương là từ câu 17 đến câu 20. Trong phần này, tiên tri Ê-sa-chi-ên mô phỏng lại hình ảnh vừa ăn vừa uống nước trong sự run rẩy và bối rối. Hành động này ngụ ý rằng người Do Thái tại Jerusalem biết rằng họ sẽ đối mặt với một Babylon tàn bạo. Thế nên, họ sẽ ăn uống trong run sợ và lo âu. Cho đến lúc này, dân Do Thái mới thật sự nhận biết Chúa là Đức Giê-hô-va. Phần cuối của chương là từ câu 21 đến câu 28. Trong phần này, Đức Chúa Trời tuyên bố cách chắc chắn rằng những điều Ngài đã cảnh báo trước cho dân Do Thái chắc chắn sẽ xảy ra. Sở dĩ Chúa nhấn mạnh hết lần này đến lần khác như vậy là vì giữa vòng xứ Israel có câu tục ngữ: ngày tháng trôi qua, mọi khải tượng không thành sự thật. Thế nên, Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng Ngài sẽ làm ứng nghiệm những lời tiên tri ấy. Ngài không bao giờ chậm trễ thực hiện những điều Ngài đã báo trước. Sự cảnh báo này là lời cảnh tỉnh cho dân sự chớ ỷ lại hoặc chớ nghe những lời tiên tri giả du nịnh mà trở nên mù quáng. Câu hỏi suy ngẫm: mỗi ngày, bạn đón nhận sự nhắc nhở của lời Chúa với thái độ như thế nào? Lời cầu nguyện: lạy Chúa là đấng làm thành mọi điều Ngài nói ra và cũng là đấng không bao giờ chậm trễ. Xin cho chúng con có tấm lòng nhạy bén trước sự nhắc nhở của Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con nhận biết Chúa là đấng không chậm trễ, hầu cho chúng con không sống ỷ lại và thờ ơ trước sự nhắc nhở của Ngài. Chúng con cầu nguyện
trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai.